Bảo Lộc và Hồng Loan xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã chọn channel Loan Lộc để theo dõi những tin tức về giải trí. Ngày hôm nay là buổi chiều của ngày thứ năm, ngày 17 tháng 11 năm 2022. Loan Lộc xin kính chúc quý vị luôn luôn thật nhiều niềm vui và vạn điều may mắn. Tin từ Los Angeles, California, một cảnh sát gốc Việt đã đạt điểm tối đa, bắn nhanh, bắn trúng ở nhiều tư thế, 40 phát không trật. Một người đàn ông ở New Jersey bị truy tố vì bắn chết bốn con gấu con trong một công viên tiểu bang. Tai nạn thương tâm, một bé gái 9 tuổi đi bộ và một người đàn ông gốc Việt tại Orange County, California. Buôn lậu động vật quý hiếm vào Mỹ, một quan chức nước ngoài đối mặt 145 năm tù. California, các cử tri Orange County bầu chọn ứng cử viên khác với tiểu bang. Bà Nancy Pelosi không giữ vai trò lãnh đạo trong nhiệm kỳ mới nhưng sẽ ở lại Hạ viện. Dân biểu David Cicilline của Rhode Island tự ra dự luật hiến pháp cấm cựu tổng thống Donald Trump ứng cử tổng thống vì đã xúi dục tham dự vào bạo loạn. Hai tổ chức kêu gọi các bộ trưởng hành tránh của các tiểu bang cấm ghi tên cựu tổng thống Donald Trump trên các lá phiếu tiểu bang. Chính lời hứa từ bà diễn văn tranh cử của tổng thống Hoa Kỳ năm 2024 của cựu tổng thống Donald Trump. Nghị sĩ đang công qua thông báo cuộc điều tra nhắm vào gia đình của tổng thống Joe Biden. Châu Âu đối mặt đại dịch ung thư với khoảng 1 triệu ca bệnh bị bỏ sót. Tòa án Hòa Lan kết án 3 người có tội, hai người Nga, một người Ukraine bắn rớt phi cơ MS-17 của Malaysia Airlines vào năm 2014. Nhóm 20 nền kinh tế lớn nhất G20 đã tuyên bố lên án cuộc xâm lược bằng những điều kiện mạnh mẽ nhất của Nga đối với Ukraine. Tòa Bạch Ốc đổ lỗi cho Nga sau khi xác nhận quả tiễn Ukraine rơi ở Ba Lan. Tòa Bạch Ốc đề nghị cấp thêm gần 38 tỷ đô la cho Ukraine. Cảnh sát Nhật Bản đã bắt 3 người Việt tình nghi thuộc nhóm lừa đảo lãng mạn quốc tế. Tên Việt Nam, một cơ sở ở Đồng Nai đã mua 2,2 tấn gà chết, sơ chế, rồi bán làm giò chả. Chiếc xe Rolls Royce mạ vàng của ông Trịnh Văn Quyết hạ giá còn 9 tỷ 126 triệu. Thưa quý vị, tên đầu tiên của trường ngày hôm nay, tin từ Los Angeles, California, một cảnh sát gốc Việt đã đạt điểm tối đa, bắn nhanh bắn trúng ở nhiều tư thế, 40 phát không trật. Khóa học Bonus Qualification Course của Sở Cảnh sát Los Angeles (LAPD) là huyền thoại, được thành lập từ năm 1964 cảnh sát phải đạt được một số điểm nhất định trong khóa học để tốt nghiệp học việc cảnh sát. Ngày nay, khóa học không chỉ là yêu cầu bắt buộc phải tốt nghiệp, mà còn là một bài kiểm tra trình độ thiện xạ, bắn nhanh và bắn trúng. Để đạt được điểm số hoàn hảo 400, người thi phải bắn trúng 40 viên đạn vào trong 10 vòng tròn, nơi mục tiêu có hình bóng người. Trong hàng ngàn cảnh sát đã thi bắn khóa học này, trong nhiều thập niên kể từ khi thành lập, chỉ có 41 người đạt điểm tuyệt đối. Vào tháng 1 năm 2022, bằng cách sử dụng khẩu súng chính ly Star P, cảnh sát Justin Quinn đã trở thành người thứ 42. Con đường đạt điểm tuyệt đối trong bài kiểm tra trình độ bắn súng của Quinn bắt đầu khi anh ấy 7 tuổi. Cha của anh là một người cảnh sát đã đưa anh đến bãi súng địa phương và bắt đầu dạy cho anh những nguyên tắc cơ bản về bắn súng. Bây giờ chúng tôi cười về điều đó, nhưng tất cả những cuộc tập bắn và mọi thứ mà cha đã cho tôi thực hiện từ năm 7 tuổi trở đi Chúng đều là những phần gom lại để tôi có đủ điều kiện làm cảnh sát. Huỳnh đã có 4 năm làm việc cho LAPD. Trải nghiệm thời thơ ấu đó đã giúp cho anh có chỗ đứng vững chắc trong sự nghiệp của mình tại LAPD bằng cách đạt được điểm tuyệt đối và đánh giá thiện xạ hàng đầu của chuyên gia xuất chúng, đạt được điểm trung bình là 385 trong 6 tháng, Huỳnh được công nhận là thành viên ưu tú của câu lạc bộ 400. Khóa học không chỉ là phải bắn 40 phát đạn không sai lệch, đó là một bài kiểm tra 6 môn, tốc độ nhanh, bao gồm bắn 40 viên đạn vào hai mục tiêu khác nhau, từ các khoảng cách khác nhau và phải bắn trong khi thí sinh đang nằm nghiêng qua trái, qua phải, nghiêng đầu trong một khung thời gian cụ thể. Tất cả trong khoảng 5 phút, mỗi giai đoạn dần dần trở nên khó khăn hơn và căng thẳng hơn. Một người đàn ông ở New Jersey bị truy tố vì bắn chết bốn con gấu con trong một công viên tiểu bang. Những cư dân ở gần công viên tiểu bang Greenwood đã đăng ảnh đàn gấu với lại mẹ của chúng mà theo ABC7 không hề hung dữ hay gây nguy hiểm. Các nhân viên bảo tồn động vật hoang dã đã được cảnh báo sau khi một người đi bộ đường dài thấy ba chú gấu đã chết vào ngày thứ hai và tìm thấy con thứ tư cũng đã chết gần đó. Sau khi điều tra, cảnh sát triệu tập Matthew Eggers, 22 tuổi, về một số tội danh bao gồm săn bắn bằng vũ khí bất hợp pháp, săn bắn không có giấy phép, và săn gấu trong mùa đóng cửa. Hiện người này đang bị giam và bị truy tố, theo lời của sở cảnh sát. Tai nạn thương tâm, một bé gái 9 tuổi đi bộ và một người đàn ông gốc việc tại Orange County, California Cảnh sát Fullerton Orange County đã xin giúp đỡ từ công chúng vào ngày thứ Tư trong việc truy tìm một người lái xe mô tô màu đen đã tông một bé gái 9 tuổi và để em bé ở lại hiện trường với những vết thương trầm trọng. Lúc đó cô bé đang đi bộ về phía nam trên lối băng qua đường vào khoảng 5 giờ rưỡi chiều ngày thứ Ba khi một chiếc xe mô tô màu đen lái về phía đông trên đường Valencia Drive từ đường Brookhurst đã tông vào cô bé rồi người lái xe vẫn tiếp tục phóng xe về phía đông. Cảnh sát kêu gọi người dân nào có thông tin hữu ích xin hãy gọi cho cảnh sát theo số điện thoại 714-738-6815 hoặc là trên trang web của Sở Cảnh sát để mà thông báo về sự việc này. Trước đó một ngày, có một người đàn ông đã bị thiệt mạng khi đang đi xe đạp vì xe hơi tông ở Fulton Valley, Orange County vào sáng sớm ngày thứ ba. Tai nạn xảy ra gần giao lộ Sun Avenue và Los Conchas Street vào khoảng 4 giờ 30 phút sáng thứ ba. Nạn nhân đã thiệt mạng tại hiện trường và được xác nhận là ông Phong Khu, 62 tuổi, ở Garden Row. Cảnh sát nói rằng ông Khu có thể đang đi về hướng đông trên đại lộ Sơn thì một chiếc Honda CRV màu xám đang quay đầu xe ở đó tông vào. Người lái chiếc xe Honda CRV được xác định là Scott McDonald, 43 tuổi, ở Fountain Valley. Người này vẫn ở hiện trường và lộ rõ sai rượu, đã bị bắt vì tội sai rượu lái xe, gây thương tích và ngộ sát trong khi sai rượu bốn giờ mấy sáng mà say rượu có nghĩa là đã uống suốt nguyên một đêm rồi à, à, quý vị cũng biết là lái xe say rượu thực ra nó giống như là một cái uh, gây tai nạn chết người như vậy thời buổi bây giờ mình có rất là nhiều xe để mà có thể chở mình về quý vị để an toàn thì chúng ta nên đi uber hay là đi taxi gì đó khi mà chúng ta đã uống quá nhiều rồi buôn lậu động vật quý hiếm vào mỹ một quan chức nước ngoài đối mặt 145 năm tù một quan chức phụ trách bảo tồn động vật hoang dã ở Cambodia đang đối mặt với án tù lên đến 145 năm trước cáo buộc buôn lậu động vật quý hiếm vào Mỹ. Các công tố viên liên bang cáo buộc 8 cá nhân, bao gồm quan chức phụ trách bảo tồn động vật hoang dã ở Cambodia, buôn lậu khỉ đuôi dài. Đáng nói là quan chức này bị bắt giữ tại Mỹ khi đang trên đường đến dự một hội thảo về công tác bảo vệ các loài động vật nguy cấp. Vị quan chức cùng với một đồng nghiệp thuộc Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp Cambodia và 6 người khác có liên quan đến một công ty đặt trụ sở ở Hồng Kông đã trá hình tham gia gây giống loài khỉ đuôi dài để phục vụ nghiên cứu khoa học và học thuật bằng cách đưa những con vật này đến các phòng nghiên cứu ở tiểu bang Florida và Texas của Mỹ. Tuy nhiên, nhóm này bị cáo buộc buôn bán trái phép loài khỉ hoang dã để kiếm lời vì họ không hề liên quan đến hoạt động nhân giống. Trên thực tế thì khỉ đuôi dài đang nằm trong một danh sách bảo vệ của luật thương mại quốc tế và cần được cấp phép đặc biệt khi nhập khẩu vào Mỹ. Theo AP, thì vị quan chức Cambodia đã bị bắt tại sân bay John Kennedy tại New York vào ngày 16 tháng 11 là ông Masvao 46 tuổi, phó giám đốc cơ quan động vật hoang dã và đa dạng sinh học trực thuộc Bộ Nông lâm Ngư nghiệp của Cambodia. Một quan chức Mỹ cho hay, ông này bị bắt khi đang trên đường tới Panama, tham dự hội nghị quốc tế công ước về thương mại quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp. Đồng nghiệp của ông Cree tại Bộ Nông lâm Ngư nghiệp Cambodia là ông Omar Liskio, 58 tuổi, cũng đã bị bắt. Hai người đang đối mặt với án tù lên đến 145 năm. khi đuôi già đã được công nhận là loài động vật nguy cấp theo Liên minh Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên và Tài nguyên Thiên nhiên, IUCN, hành vi bất hợp pháp đưa khỉ đuôi dài từ môi trường sống hoang dã vào phòng thí nghiệm cần phải chặn đứng, lòng tham đã vượt qua cả trách nhiệm bảo tồn động vật. Ông Juan Antonio Gonzalez, luật sư tại Florida cho hay, theo cáo trạng, nhà sáng lập và sở hữu công ty Veni Resort Holding là James Man Sanlo, 64 tuổi, cùng giám đốc điều hành của Veni Resort Holding là Dixon Lou, 29 tuổi, đã điều hành hoạt động từ Hồng Kông, kết nối với những người ở chợ đen và quan chức tại Cambodia để thu gom khỉ đuôi dài, sau đó xuất khẩu sang Mỹ dưới danh nghĩa là nhân giống nuôi nhốt. Giới chức Mỹ nhấn mạnh những con khỉ đuôi dài được đưa từ công viên quốc gia và các khu bảo tồn của Cambodia để đến những cơ sở nhân giống. Dân số tự nhiên của loài khỉ đuôi dài và sức khỏe cũng như lợi ích của người dân Mỹ đang bị đặt vào nguy hiểm khi mà loài động vật này bị đưa ra khỏi môi trường sống quan dã và bị buôn bán trái phép ở Mỹ cũng như nhiều nơi khác. Trợ lý giám đốc Edward Crais của Văn phòng Thực thi Pháp luật và Cơ quan Cá và Động vật Hoang dã của Mỹ, USFWS đã nói: Theo dữ liệu của Size, hơn 600.000 con khỉ đuôi dài đã bị xuất khẩu hoặc được tuyên bố sinh ra bằng cách nhân giống nuôi nhốt từ năm 2011 đến năm 2020. Riêng trong năm 2020, khoảng 165.000 con khỉ đuôi dài còn sống đã bị đưa đi xuất khẩu. California, các cử tri Orange County bầu chọn ứng cử viên khác với tiểu bang trong khi hầu hết tiểu bang California đều bỏ phiếu cho các đối thủ Đảng Dân chủ thì các cử tri của Orange County đã bầu cho các ứng cử viên Đảng Cộng hòa trong nội các thống đốc và thượng viện trong cuộc bầu cử ngày 8 tháng 11. Trong số gần 22 triệu cử tri California đã ghi danh, khoảng 9 triệu cử tri là 41% đã bỏ phiếu theo kết quả không chính thức từ văn phòng tổng thư ký tiểu bang. Tiểu bang này có khoảng 2,3 triệu lá phiếu chưa kiểm đếm tính đến 4 giờ 23 phút chiều ngày 16 tháng 11. Tại Orange County, chỉ hơn một nửa trong số 1,8 triệu cử tri đã ghi danh bỏ phiếu. Theo văn phòng ghi danh của quận, quận còn ước tính vẫn còn khoảng 60.000 phiếu bầu cần kiểm đếm. Tính đến 5 giờ chiều ngày 16 tháng 11, ngày cuối cùng cuộc bầu cử phải được chứng nhận là ngày 16 tháng 12. Các cử tri của quận đã ủng hộ ông Ryan Dowley của đảng Cộng hòa hơn ông Gavin Newsom của đảng Dân Chủ đương nhiệm là 51,81%, nhưng hầu hết cử tri của tư bang đã ủng hộ ông Newsom với 59,2% phiếu bầu so với 40,8% của ông Dolly. Các cử tri của Orange County cũng muốn thay thế phó thống đốc đương nhiệm của đảng Dân Chủ, Eleni Kunalakis, người có 48,63% phiếu bầu, bằng thành viên của đảng Cộng hòa Angela Underwood Jacobs, người được 51,37%, Tuy nhiên thì bà Kuna Larkis được 59,6% phiếu bầu trên toàn tiểu bang so với 40,4% của đối thủ của bà. Thành viên đảng Cộng hòa Rob Bernofsky đang thu được 51,54% số phiếu tại Orange County, trong khi người đương nhiệm của đảng Dân chủ Shirley Weber có 48,46%, nhưng hầu hết cử tri của California ủng hộ bà Weber với 59,9% phiếu bầu hơn là Bernofsky là 40,1% cho tổng thư ký của tiểu bang. Các cử tri của Orange County cũng đã chọn ông Nathan Hoffman của đảng Cộng hòa làm tổng trưởng lý của họ với 52,61% phiếu bầu so với người đương nhiệm là ông Rob Bonta của đảng Dân Chủ. Tuy nhiên, ông Bonta đang bảo đảm nhiệm kỳ thứ hai và thu được 58,9% số phiếu bầu trên toàn tiểu bang so với ông Hoffman, người có 41,1%. Các cử tri của Orange County cũng đã chọn ông Mark Muser của đảng Cộng hòa làm thượng nghị sĩ của họ cho cả nhiệm kỳ và một phần nhiệm kỳ để lắp vào chiếc ghế mà bà Kamala Harris đã bỏ trống. Orange County đã bỏ phiếu cho người đương nhiệm đảng Dân Chủ với tỷ lệ 50,89% so với 49,11% cho toàn nhiệm kỳ và 50,97% so với 49,03% cho một phần nhiệm kỳ. Tuy nhiên, ông Padilla đang trên đài chiến thắng cho cho toàn nhiệm kỳ, thu về 60,9% so với phiếu bầu của ông Moser là 39,1%. Bà Nancy Pelosi không giữ vai trò lãnh đạo trong nhiệm kỳ mới, nhưng sẽ ở lại Hạ viện. Đương kim Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi vào ngày thứ Năm 17 tháng 11 đã thông báo rằng bà sẽ không giữ vai trò lãnh đạo nào ở phía đảng Dân Chủ trong nhiệm kỳ mới tại Hạ viện, nhưng sẽ vẫn tiếp tục phục vụ trong vai trò dân biểu sau khi đảng Dân Chủ mất quyền kiểm soát Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa kỳ vừa qua. Theo hãng thông tấn AP, Bà Pelosi loan báo quyết định này trong bài diễn văn đọc trên sàn của Hạ viện và nói rằng bà sẽ bước sang bên sau khi đã ở vị trí lãnh đạo phía đảng Dân Chủ trong gần 20 năm và sau khi xảy ra cuộc tấn công nhắm vào chồng của bà hồi tháng qua tại nhà của hai vợ chồng. Bà Pelosi, người phụ nữ đầu tiên giữ chức vụ lãnh đạo Hạ viện, nói sẽ tiếp tục ở lại với tư cách dân biểu, đại diện cho cử tri của vùng San Francisco như bà đã làm trong 35 năm qua khi Hạ viện tái nhóm vào tháng Giêng năm tới. Bà Pelosi khẳng định rằng tôi sẽ không ứng cử chức vụ lãnh đạo phía Dân Chủ trong khóa học tới. Đối với tôi, đã đến lúc một thế hệ mới lãnh đạo phía Dân Chủ tại Hạ viện. Câu nói của bà đã làm mọi người vui mừng, đứng dậy và ủng hộ sau khi phát biểu. Và các thành viên Hạ viện từng người tiến đến bà và ôm bà ngỏ lời chúc mừng. Khi loan báo quyết định bước sang một bên thì bà Pelosi cũng có thể tạo ảnh hưởng đến các vị trí lãnh đạo khác của phía đảng Dân Chủ tại Hạ viện. Bộ ba bao gồm Chủ tịch Pelosi, trưởng khối đa số dân chủ Steny Hoyer, Phó trưởng khối đa số dân chủ James Clyburn trước đây vẫn thường tham khảo với nhau trong các vấn đề hệ trọng. Cả ba đều ngoài 80 tuổi và các đồng viện trẻ tuổi hơn từng nhiều lần lên tiếng đòi hỏi họ bước sang một bên, nhường chỗ cho thế hệ trẻ. Dân biểu David Cicilline của Rhode Island tự ra dự luật Hiến pháp cấm cựu tổng thống Donald Trump ứng cử tổng thống vì đã xúi dục, tham dự vào bạo loạn. Hai tổ chức kêu gọi các bộ trưởng hành tránh của các tiểu bang cấm ghi tên cựu tổng thống Donald Trump trên các lá phiếu tiểu bang. Dân biểu David Cicilline đã gửi một lá thư cho các nhà lập pháp đảng Dân chủ đồng nghiệp, kêu gọi họ ủng hộ luật cấm đối với cựu tổng thống Donald Trump tranh cử, với lý do cựu tổng thống Trump tham gia vào cuộc tấn công tháng 1 năm 2021. Các dân biểu có hạn chót là trưa ngày thứ Năm 17 tháng 11 để ký với tư cách là người đồng bảo trợ dự luật, trong đó nêu rõ rằng tôi chánh án thứ 14 của Hiến pháp Mỹ cấm bất cứ ai nắm giữ chức vụ công nếu họ đã tuyên thệ trước đó với tư cách là thành viên quốc hội hoặc là một sĩ quan của Mỹ để ủng hộ Hiến pháp của Mỹ và rồi tham gia một cuộc nổi loạn cựu tổng thống Trump đã mất quyền giữ chức vụ liên bang một lần nữa vì đã dẫn đầu một cuộc nổi dậy chống lại Mỹ. Đảng viên đảng Dân Chủ của Rhode Island đã viết trong lá thư Ngôn ngữ này trong hiến pháp của chúng ta rõ ràng nhằm ngăn cản những người nổi loạn giữ chức vụ cấp cao ở Hoa Kỳ. Dân biểu Cicilline lưu ý rằng các phiên điều trần do Ủy ban Hạ viện điều tra ngày 6 tháng 1 đã chứng minh rằng cựu tổng thống đã tham gia nổi dậy vào ngày 6 tháng 1 với ý định lập ngược kết quả hợp pháp của cuộc bầu cử năm 2020. Ủy ban đã đưa ra bằng chứng cho thấy Cựu tổng thống đã lên kế hoạch cho hàng ngàn người ủng hộ ông tuần hành đến Điện Capitol nơi các nhà lập pháp đang bỏ phiếu chứng nhận cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 và rằng cựu tổng thống đã tìm cách làm cho cuộc tuần hành đến Điện Capitol có vẻ tự phát. Nó cũng cho thấy rằng cựu tổng thống đã xem cuộc hỗn loạn đang diễn ra tại Capitol trên truyền hình và từ chối kêu gọi dừng các cuộc tấn công. Cũng vào tối ngày thứ ba, hai tổ chức Free Speech for the People FSFP và MI for Me là Voda đã mở chiến dịch kêu gọi các bộ trưởng hành chánh các tiểu bang khắp nước Mỹ tuân theo sự ủy thác của Tư chính án 14.3 trong hiến pháp để ra lệnh cấm ghi tên của cựu tổng thống Donald Trump trên lá phiếu của tiểu bang. John Boniface, chủ tịch của FSFP, đã cảm ơn dân biểu Cicilline đã dẫn đầu thúc đẩy quốc hội ngăn cựu tổng thống Trump tranh cử và nói rằng ngay cả khi không có luật liên bang đó, các quan chức bầu cử ở cấp tiểu bang bị ràng buộc bởi luật pháp để duy trì tu chính án thứ 14 để không ghi tên của cựu tổng thống Trump trên lá phiếu. Hector Sanchez Barber, giám đốc điều hành của MI Familia Vota cho biết, những lời nói và hành động của cựu tổng thống đã kích động bạo loạn ở thủ phủ của chúng ta. Bà Papa đã thúc giục người dân Mỹ hãy ký tên vào bản kiến nghị thúc giục các quan chức duy trì điều khoản quan trọng này. Chính lời hứa từ bài diễn văn tranh cử của Tổng thống Hoa Kỳ năm 2024 của cựu Tổng thống Donald Trump. Thuyết chủng tộc trọng yếu và sự điên rồ về giới tính dưới một chiếc ô bảo vệ quyền của các bậc cha mẹ mở rộng hơn, cựu Tổng thống Trump hứa sẽ cắt giảm ngân sách của liên bang dành cho những trường công lập nào giảng dạy thuyết chủng tộc trọng yếu CRT gần với chủ nghĩa Marx, và hệ tư tưởng về giới, CRT và cái gọi là giáo dục giới tính xuất hiện từ những nhánh cấp tiến của giới hàng lâm cánh tả để trở nên gần như có mặt khắp nơi trong các trường công lập ở Mỹ. Việc phát sinh những tư tưởng này là các hệ tư tưởng thiên tả khác đã làm dấy lên một phong trào phản đối cấp cơ sở trên toàn quốc của các bậc cha mẹ theo phái bảo tồn truyền thống. Khi tôi trở lại tòa Bạch Ốc, các trường học của chúng ta sẽ ngừng thúc đẩy thuyết chủng tộc trọng yếu như đã từng bị cấm, giáo dục công dân theo xu hướng cấp tiến và sự điên rồ về giới, hoặc nếu họ làm thế thì họ sẽ bị mất tất cả nguồn tài trợ từ liên bang, nhưng chúng ta sẽ khiến họ phải dừng lại. Cựu Tổng thống cũng đã nêu lên chủ đề nam giới thi đấu trong các môn thể thao dành cho nữ giới. Vào thời điểm đó, ông nói rằng thật điên rồ cho phép nam giới thi đấu các môn thể thao dành cho nữ giới. Theo dự án thúc đẩy phong trào, 18 tiểu bang đã ban hành luật cấm nam giới thi đấu các môn thể thao dành cho nữ giới. Idaho là tiểu bang đầu tiên ban hành lệnh cấm hồi tháng 3 năm 2020, tiếp đến là 9 tiểu bang khác, trong đó có Texas và Florida đã ban hành lệnh cấm hồi năm 2021. Chúng ta sẽ không để nam giới tham gia các môn thể thao dành cho nữ giới, điều đó thích hợp chứ? Không có nam giới, chúng ta đã gặp những vấn đề rất lớn, rất lớn. Hơn nữa, điều đó bất công đối với phụ nữ, thật là rất bất công. Cựu Tổng thống Trump cũng hứa dỡ bỏ các quy định liên quan đến đại dịch của Tổng thống Joe Biden và tái chiêu mộ những quân nhân đã bị sa thải vì từ chối chích vaccine và hoàn trả đầy đủ tiền lương cho họ. Trong bài diễn văn tại Mar-a-Lago, cựu Tổng thống đã thảo luận cụ thể về mối đe dọa từ các hỏa tiện hạt nhân, cho thấy nga và Trung Quốc là những mối đe dọa mà ông đang giải quyết. Iran và Bắc Hàn chưa cho thấy rõ ràng rằng họ có quả tiện đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân đang hoạt động. Như các sự việc ở hải ngoại đã cho thấy, để bảo vệ người dân chúng ta khỏi mối đe dọa khó mà hình dung nổi, từ vũ khí hạt nhân và hỏa tiễn siêu thanh, Hoa Kỳ cũng phải xây dựng một lá chắn phòng thủ hỏa tiễn tối tân thế hệ tiếp theo. Cựu Tổng thống Donald Trump đã nói, chúng ta cần có một lá chắn này. Thay đổi FBI và DOJ, FBI đã sử dụng một hồ sơ hiện đã được phơi bày do bà Clinton tài trợ về các tuyên bố chống lại cựu tổng thống Trump như một phần lý do để mở ra cuộc điều tra về chiến dịch tranh cử của ông cũng như đề nghị có lệnh giám sát đối với ông Carter Page, một quan chức của chiến dịch tranh cử này. Như tôi đã nói trước đây, những mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với nền văn minh của chúng ta không phải là từ nước ngoài mà là từ bên trong. Không có gì nghiêm trọng hơn việc vũ khí hóa hệ thống tư pháp FBI và DOJ. Chúng ta phải tiến hành một cuộc đại tu từ trên xuống dưới để dọn sạch sự hữu bại và tham nhũng đang ngày một tồi tệ hơn của thủ đô Washington. Giới hạn nhiệm kỳ là một phần trong lời hứa tranh cử của cựu tổng thống kể từ năm 2016, khi ông kêu gọi giới hạn nhiệm kỳ 6 năm đối với các thành viên Hạ viện và 12 năm đối với các thành viên Thượng viện. Ông cho biết là luật này là một phần trong kế hoạch chung của ông nhằm loại bỏ tham nhũng ở Washington. Để tiếp tục loại bỏ tham nhũng, tôi sẽ thúc đẩy một số sửa đổi hiến pháp nhằm đặt ra giới hạn nhiệm kỳ cho các thành viên quốc hội đã đến lúc rồi, đã đến lúc phải làm như vậy, ông đã nói. Cấm vận động hành lang suốt đời, cựu tổng thống Trump đã đưa ra những hạn chế nghiêm ngặt đối với hoạt động vận động hành lang, trong đó có lệnh cấm vận động hành lang trong vòng 5 năm đối với các thành viên chính phủ chuyển sang làm việc cho khu vực tư nhân. Giờ đây tôi thấy những gì họ làm, họ rời khỏi tòa bạch ốc hoặc rời khỏi quốc hội và họ được trả hàng triệu triệu đô la mỗi năm, không được, quý vị phải có một lệnh cấm, cựu Tổng thống Trump nói. Cấm giao dịch chứng khoán. Đề nghị của cựu Tổng thống về lệnh cấm các thành viên quốc hội giao dịch cổ phiếu để thu hút sự ủng hộ từ lưỡng đảng. Với sự hậu thuẫn của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, đảng Dân Chủ, đảng Dân Chủ đã ban hành luật về nội dung này có hiệu lực từ hồi tháng 9. Chúng tôi muốn cấm các thành viên quốc hội làm giàu bằng cách giao dịch cổ phiếu bằng các thông tin nội bộ. Và nhiều thành viên tuyệt vời của chúng tôi đồng tình với điều đó. Họ thật sự đồng tình với điều đó. Cuối cùng là cải cách luật bầu cử, lời hứa trong chiến dịch tranh cử năm 2024 của ông tương thích với điều mà ông đã kêu gọi hồi tháng 2 năm 2021, yêu cầu cung cấp căn cước của cử tri, bầu cử trong cùng một ngày và sử dụng lá phiếu bầu bằng giấy cựu tổng thống trump cũng cho biết ông muốn tất cả các phiếu bầu phải được kiểm đếm ngay trong đêm bầu cử trước khi ông đọc bài diễn văn các quan chức bầu cử ở hai tiểu bang nevada và arizona đã dành nhiều ngày để kiểm đếm phiếu trong hai cuộc đua vào thượng viện cuối cùng thì đảng dân chủ đã giành chiến thắng trong cả hai cuộc đua này mặc dù các cuộc bầu cử được tổ chức ở nhiều cấp tiểu bang nhưng chính phủ liên bang vẫn có một lịch sử lập pháp lâu dài để quản lý các cuộc bầu cử sau khi nắm quyền kiểm soát của hai viện của quốc hội hồi năm 2021 đảng dân chủ đã thúc đẩy một cuộc cải cách sâu rộng với cấp liên bang đối với các cuộc bầu cử những gì họ kêu gọi đều đối nghịch với những gì cựu tổng thống trump đang thúc đẩy đạo luật hr1 dự luật của đảng dân chủ buộc các tiểu bang thực hiện bỏ phiếu sớm cấm yêu cầu căn cước của cử tri theo luật của tiểu bang và yêu cầu các tiểu bang thực hiện ghi danh cử tri tự động cùng với các điều khoản khác và tất nhiên chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để mang lại sự trung thực độ tin cậy và sự tín nhiệm vào các cuộc bầu cử của chúng tôi để loại bỏ gian lận tôi sẽ ngay lập tức yêu cầu cung cấp căn cước của cử tri bỏ phiếu trong cùng ngày và chỉ những lá phiếu bầu bằng giấy chỉ những lá phiếu bầu bằng giấy mới được chấp thuận và chúng tôi muốn tất cả các phiếu bầu được kiểm đếm ngay trong đêm bầu cử họ đã chi hết số tiền đó để mua máy móc và tất cả những thứ này và phải hai tuần sau đó ba tuần sau đó họ mới đưa ra kết quả tới chừng đó mọi người đã quên mất là còn có một cuộc bầu cử điều này thật là kinh khủng nghị sĩ đang công qua thông báo cuộc điều tra nhắm vào gia đình của tổng thống joe biden các dân biểu Cộng hòa cáo buộc Tổng thống Joe Biden và con trai Hunter Biden tham gia vào các cuộc thỏa thuận làm ăn với quốc tế lãng phí, gian lận và lạm dụng. Đài truyền hình đưa tin, hai dân biểu của Đảng Cộng hòa là James Comer và Jim Jordan đã tổ chức họp báo và cho rằng Tổng thống Joe Biden đã cố gắng tham gia những thỏa thuận kinh doanh ở nước ngoài liên quan đến con trai Hunter của ông. Dẫn thông tin từ người tố giác, ông Comer khẳng định rằng gia đình của ông Biden hưng thịnh và trở thành những triệu phú bằng cách đơn giản là cung cấp sự tiếp cận đối với gia đình. Các dân biểu đã cáo buộc Tổng thống Joe Biden và con trai tham gia vào các thỏa thuận làm ăn quốc tế lãng phí gian lận và lạm dụng. Đảng Cộng hòa đã đưa ra một báo cáo và những phát hiện. Đây là một cuộc điều tra về Tổng thống Joe Biden. Ông Comer đã cho biết, phát biểu được đưa ra trong bối cảnh Đảng Cộng hòa giành lại Hạ viện thông qua bầu cử giữa nhiệm kỳ và dự kiến sẽ chính thức giữ thế đa số từ ngày 3 tháng 1 năm 2023. Tổng thống Joe Biden và con trai chưa đưa ra bình luận về những diễn biến trên. Trước đó thì có thông tin con trai Tổng thống Joe Biden dường như đã để lại máy tính sách tay tại một cửa hàng ở Delaware trước cuộc bầu cử năm 2020. Đảng Cộng hòa sẽ tăng được sức ảnh hưởng bằng một cuộc điều tra liên bang kéo dài về việc Hunter Biden có phạm tội gian lận thuế và nói dối để vượt qua kiểm tra lý lịch để mà mua súng hay không. Và tháng trước, những đặc vụ liên bang Mỹ đã điều tra Hunter Biden, con trai của Tổng thống Joe Biden, và tin rằng họ đã thu thập được những bằng chứng để mà khởi tố ông hunter về tội phạm thuế và lời khai giả liên quan đến việc mua súng Thông tin trên do một số nguồn tin tiết lộ với tờ The Washington Post. Cuộc điều tra nhắm vào ông Hunter bắt đầu từ năm 2018. Lúc đầu thì cuộc điều tra tập trung về phần tài chính của Hunter Biden có liên quan đến các mối quan hệ kinh doanh ở nước ngoài và công việc tư vấn của ông. Sau đó các nhà điều tra cùng với nhiều cơ quan tập trung kỹ vào việc liệu ông Hunter Biden có phải đã không khai báo tất cả nguồn thu nhập của mình hay không và liệu ông có khai dối về một vụ mua súng trong năm 2018 hay không. Châu Âu đối mặt đại dịch ung thư với khoảng 1 triệu ca bệnh bị bỏ sót. Các chuyên gia cảnh báo châu Âu đối mặt với đại dịch ung thư trừ khi có hành động khẩn cấp để tăng điều trị và nghiên cứu, sau khi ước tính có khoảng 1 triệu ca chẩn đoán bị bỏ sót trong đại dịch. Tác động của đại dịch Covid-19 và sự tập trung vào nó đã bộc lộ những điểm yếu trong các hệ thống chăm sóc sức khỏe và nghiên cứu về ung thư trên khắp châu Âu. Nếu không được giải quyết khẩn cấp, Kết quả điều trị ung thư sẽ bị đẩy lùi một thập niên, theo báo Guardian. Nghiên cứu được công bố trên trang The Lancet Oncology cho biết có bằng chứng mới cho thấy tỷ lệ bệnh nhân được chẩn đoán mắc bệnh ung thư giai đoạn sau cao hơn so với tỷ lệ trước đại dịch do sự chậm trễ đáng kể trong chẩn đoán và điều trị ung thư. Tình hình này sẽ tiếp tục gây áp lực lên các hệ thống điều trị ung thư của châu Âu trong nhiều năm tới. Sau khi phân tích dữ liệu thì các nhà nghiên cứu phát hiện trong năm đầu tiên xảy ra đại dịch các bác sĩ thấy số bệnh nhân ung thư ít hơn 1 triệu 500 ca bệnh và có một nửa bệnh nhân không được phẫu thuật hoặc không hóa trị kịp thời. Khoảng 100 triệu cuộc kiểm tra sức khỏe đã bị bỏ lỡ. Ước tính có tới 1 triệu công dân châu Âu có thể mắc bệnh ung thư do không được chẩn đoán kịp thời. Giáo sư Mark Lawler, Đại học Queen's Belfast, Bắc Ireland, chủ tịch hội đồng và là tác giả chính của nghiên cứu cho biết, Chúng tôi ước tính gần 1 triệu người đã mắc bệnh ung thư trên khắp châu Âu trong đại dịch COVID mà không được kịp chẩn đoán và điều trị. Chúng tôi đang chạy đua với thời gian để tìm những bệnh nhân còn tiềm ẩn. Ngoài ra thì điều đáng nói nhất đã xảy ra đối với các cuộc nghiên cứu ung thư là các phòng thí nghiệm đóng cửa và các thử nghiệm lâm sàng bị trì quản hoặc bị bỏ quỷ trong đợt đại dịch đầu tiên. Ông nhấn mạnh chúng tôi lo ngại châu Âu đang hướng tới đại dịch ung thư trong thập niên tới nếu các hệ thống y tế và nghiên cứu ung thư không được ưu tiên khẩn cấp. Nghiên cứu cũng cho biết cuộc chiến tại Ukraine đặt ra một thách thức lớn khác đối với nghiên cứu ung thư ở châu Âu vì Nga và Ukraine là một trong những quốc gia đóng góp nhiều nhất cho nghiên cứu lâm sàng ung thư trên toàn thế giới. Tòa án Hòa Lan kết án 3 người có tội, hai người Nga một người Ukraine bắn rớt phi cơ MS-17 của Malaysia Airlines vào năm 2014. Tòa án Hòa Lan vào ngày thứ Năm tuyên án 3 người phạm tội trong vụ bắn hạ chuyến bay MS-17 của Malaysia vào hồi năm 2014. Những người bị kết án là người Nga và Ukraine đang chiến đấu trong lực lượng của Cộng hòa Nhân dân Donetsk Ly đã ra khỏi Ukraine. Vào thời điểm đó, tòa nói rằng họ đã bắn một phi đạn bi UK do Nga sản xuất từ một khu vực ở miền đông của Ukraine nằm dưới sự kiểm soát của lính Nga. Chuyến bay chở 298 hành khách và phi hành đoàn đến từ 17 quốc gia khác nhau, không ai trong số họ sống sót. Nga đã từ chối trách nhiệm và các bị cáo cũng đã từ chối xuất hiện trước tòa. Nhóm 20 nền kinh tế lớn nhất G20 đã tuyên bố lên án cuộc xâm lược bằng những điều kiện mạnh mẽ nhất của Nga đối với Ukraine. Thông báo cuối cùng được đưa ra vào ngày thứ tư sau hội nghị thượng đỉnh kéo dài 2 ngày ở Indonesia cho biết đa số thành viên lên án mạnh mẽ cuộc chiến ở Ukraine nhưng lưu ý rằng có những quan điểm khác. Sự chia rẽ trong nhóm G20 không chỉ bao gồm bản thân Nga mà còn các nước như Trung Quốc và Ấn Độ, vốn có quan hệ thương mại chặt chẽ với Nga và đã tránh chỉ trích thẳng thừng về cuộc chiến tuyên bố thừa nhận có những quan điểm khác và đánh giá khác nhau và cho biết G20 không phải là diễn đàn để giải quyết các vấn đề an ninh. Thông báo cho biết luật pháp quốc tế phải được tôn trọng và lên án mối đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân. Tòa Bạch Ốc đổ lỗi cho Nga sau khi xác nhận quả tiễn Ukraine rơi ở Ba Lan. Tòa Bạch Ốc đề nghị cấp thêm gần 38 tỷ đô la cho Ukraine. Phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Andrew Watson cho biết, Chúng tôi nhận thấy không có gì mâu thuẫn với đánh giá sơ bộ của tổng thống Andrzej Duda rằng vụ nổ này có thể là kết quả của một hỏa tiễn phòng không Ukraine không may rơi xuống Ba Lan. Ông Watson nói thêm, điều đó nói rằng bất kể kết luận sau cùng có thể là gì thì rõ ràng bên chịu trách nhiệm cuối cùng cho sự việc bi thảm này là Nga nước đã phóng một loạt hỏa tiễn vào Ukraine với mục đích cụ thể là nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự. Ukraine đã có và có mọi quyền để tự vệ cho chính họ. Các quan chức NATO và chính phủ Ba Lan đã xác nhận rằng hỏa tiễn này xuất phát từ Ukraine, chứ không phải là một cuộc không kích từ Nga. Các tin tức có nguồn ẩn danh hôm thứ Ba cho biết, hỏa tiễn này đã được Nga bắn trước khi rơi xuống một ngôi làng gần biên giới Ba Lan, khiến cho hai người thiệt mạng, Ông Duda nói với các phóng viên rằng quân đội Ukraine đã phóng hỏa tiễn để phòng thủ sau khi Nga tiến hành một loạt tấn công trên khắp đất nước này. Ông nói rằng rất có thể một trong những hỏa tiễn Ukraine đó đã bắn trúng vào lãnh thổ Ba Lan. Tổng thư ký NATO là Jens Stoltenberg tại một cuộc họp của Liên minh quân sự gồm 30 quốc gia này ở Brussels đã lặp lại những phát hiện sơ bộ của Ba Lan. Chúng ta phải tiếp tục ủng hộ người dân Ukraine khi họ bảo vệ chủ quyền của mình và kiên quyết đối mặt với cuộc chiến tàn khốc của Nga, quyền giám đốc của Văn phòng Quản lý Ngân sách của Tòa Bạch Ốc, bà Selinda Young đã viết thư cho Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi vào ngày 15 tháng 11 hội đã thông qua tổng viện trợ 66 tỷ đô la cho Ukraine kể từ tháng 3. Các gói này bao gồm tài trợ cho vũ khí, thực phẩm và tái định cư. Phần lớn trong gói đề nghị mới này là viện trợ quốc phòng, bao gồm thiết bị và đào tạo. Phần còn lại chủ yếu dành cho chính phủ Ukraine. Ba gói viện trợ đầu tiên đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của lưỡng đảng, nhưng lãnh đạo thiểu số Hạ viện Kevin McCarthy của đảng Cộng hòa cho biết hồi tháng 10 rằng về việc tài trợ cho Ukraine, chính phủ không nên đưa ra một tờ chi phiếu ký không hoặc bất cứ điều gì khác, lưu ý rằng Hoa Kỳ có một khoản nợ quốc gia là 31.000 tỷ đô la. Cảnh sát Nhật Bản đã bắt 3 người Việt tình nghi thuộc nhóm lừa đảo lãng mạn quốc tế. Cảnh sát tỉnh Hyogo của Nhật Bản thông báo đã bắt giữ ba người đàn ông Việt Nam, tình nghi là thành viên của một nhóm lừa đảo lãng mạn quốc tế, giả làm sĩ quan quân đội hoặc bác sĩ nước ngoài, sau đó lừa tiền của nạn nhân. Ngày 16 tháng 11, báo Senki của Nhật đưa tin phòng điều tra quốc tế của cảnh sát tỉnh Hyogo thông báo bắt giữ ba người Việt Nam, bao gồm một người tên Do Gonson, 33 tuổi, hiện đang thất nghiệp và ngủ tại Itogawa, Tokyo, Cùng bị bắt video con sơn còn có Nguyễn Thanh Thanh 23 tuổi là du học sinh cùng với Nguyễn Việt Lam 26 tuổi hiện đang thất nghiệp. Ba người này bị bắt vì tình nghi thuộc nhóm lừa đảo lãng mạn quốc tế, giả bộ hẹn hò rồi lừa đảo ở trên mạng xã hội SNS. Vụ bắt giữ diễn ra vào ngày 14 tháng 11 và cảnh sát cho hay cả ba người đã thừa nhận cáo buộc. Theo cảnh sát của tỉnh Hyogo, một người đàn ông khoảng 60 tuổi đã nhận được tin nhắn qua mạng xã hội từ một người phụ nữ tự xưng là bác sĩ quân đội Mỹ ở Yemen. Người này nói rằng muốn sống ở Nhật Bản và cần tiền để làm thủ tục về hưu. Người đàn ông 60 tuổi nói trên đã bị lừa khoảng 5 triệu yên, là khoảng 35.000 đô la. Một phần số tiền này đã được thu hồi. Tổng số tiền thiệt hại từ các vụ lừa đảo được cho là vượt quá 100 triệu yên. Các cảnh sát đã đột kích vào căn hộ của ba người này vào ngày 14 tháng 11 tịch thu khoảng 10 triệu yên tiền mặt và 80 thẻ rút tiền. Cảnh sát cho biết là từ ngày 14 tháng 9 đến ngày 8 tháng 11, ba người này đã rút khoảng 860.000 yên từ các vụ lừa đảo thông qua ATM tại các siêu thị ở tỉnh Chiba và khu Edogawa của Tokyo. Trên Việt Nam, một cơ sở ở Đồng Nai đã mua 2,2 tấn gà chết, sơ chế, rồi bán làm giò chả. Ngày 17 tháng 11, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện cơ sở thu mua gà chết ở phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, sơ chế rồi bán cho các nơi làm giò chả. Khoảng 8 giờ rưỡi tối, ngày 16 tháng 11, giới hữu trách bất ngờ kiểm tra sở giết mổ gia cầm của bà Trần Thị Ngọc Thương, 44 tuổi, ở phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa. Thời điểm kiểm tra, bốn nhân công đang chuyển gà chết từ xe vận tải xuống sàn nhà để vặt lông và mổ gà trên nền xi măng ẩm thấp dơ bẩn. Điều đáng nói là toàn bộ số gà trên đã chết từ lâu, bị biến đổi màu sắc, có mùi hôi thối. Làm việc với cơ quan hữu trách bà Thương Khai, cơ sở này hoạt động hơn một tháng nay. Gà chết được bà Thu mua từ một phụ nữ chưa rõ lai lịch ở xã La Ngà, Suối Nho, huyện Định Quán với giá 4.000 đồng một ký là 16 sen một ký. Qua thống kê ban đầu thì số gà chết có hơn 2,2 tấn. Sau khi mang về sơ chế thì gà được phân loại bỏ mối tiêu thụ tại Đồng Nai và Sài Gòn, chủ yếu bán cho các cơ sở làm giò chả. Bước đầu thì cơ quan hữu trách xác định bà Thương đã vi phạm an toàn thực phẩm thú y. Cụ thể là bà Phương đã hoạt động giết mổ ở địa điểm chưa được cơ quan hữu trách cấp phép, nhưng đã giết mổ mua bán động vật đã chết. Giới hữu trách đã lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời bàn giao toàn bộ số gà chết kể trên cho chính quyền địa phương để mà tiêu hủy. Trước đó vào ngày 7 tháng 10, Cục Quản lý Thị trường Hà Nội đã bắt giữ gần 90 tấn thực phẩm đông lạnh đã hết hạn sử dụng 2 năm tại một kho hàng ở một khu công nghiệp ở Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội. Giới hữu trách đã phát hiện trong kho chứa các mặt hàng thực phẩm đông lạnh, bao gồm giò heo, móng heo, đùi heo, chân gà. Tại thời điểm kiểm tra thì chủ hàng cũng không xuất trình được quá đơn, chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ, cũng như chưa xuất trình các giấy tờ kiểm định phẩm chất của lô hàng. Chiếc xe Rolls-Royce -roll mạ vàng của ông Trịnh Văn Quyết hạ giá còn 9 tỷ 126 triệu. Sau buổi bán đấu giá lần thứ ba, chiếc siêu xe Rolls Royce Ghost mà vàng của ông Trịnh Văn Quyết lại bất thành. Phía chi nhánh ngân hàng BIDV Quy Nhơn đã nhanh chóng đưa ra thông báo sẽ tiếp tục buổi bán đấu giá chiếc xe này lần thứ tư. Công ty đấu giá hợp danh Minh Pháp cho biết giá khởi điểm của chiếc xe này là còn hơn 9 tỷ 129 triệu đồng. Như vậy, chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, mức giá khởi điểm lần thứ tư đã giảm gần 1 tỷ đồng so với giá bán ban đầu là 10 tỷ đồng. Người tham gia buổi bán đấu giá này cũng sẽ phải đặt cọc số tiền là 1 tỷ 825 triệu, ứng với 20% của giá khởi điểm từ 8 giờ rưỡi ngày 22 tháng 11 đến 4 giờ chiều ngày 24 tháng 11. Thời gian diễn ra buổi đấu giá lần thứ tư vào lúc 2 giờ của ngày 25 tháng 11. Chiếc xe hiện vẫn đang được trưng bày tại showroom của xe hơi Sơn Tùng Auto, số 2 Tôn Thất Thuyết Hà Nội. Theo công ty đấu giá, nếu mà mỗi lần tổ chức đấu giá không thành công thì giá khởi điểm sẽ hạ tiếp 3% cho đến khi có người tham gia đặt cọc và mua thành công. Ngoài chiếc Rolls Royce Ghost màu vàng kể trên còn một chiếc Rolls Royce khác là Phantom của ông Trịnh Văn Quyết cũng đã đem ra bán đấu giá vào ngày 15 tháng 11 vừa qua nhưng mà vẫn kết quả tương tự giống như chiếc Rolls Royce này và giá khởi điểm để đấu giá cho chiếc Phantom là 28 tỷ 025 triệu đồng. Mức giá khởi điểm của đợt đấu giá lần thứ hai hiện cũng đang chờ bên chi nhánh của ngân hàng OCB Hà Nội giảm xuống và sẽ công bố. Thưa quý vị, bản tin chính đến đây đã hết. Bây giờ đến phần tin phụ. Hà... Đèn Sài Gòn ngón xanh ngón đỏ chứ đèn kali sáng tỏ như trăng mỗi khi tình chính hơi căng cần sang tinh phố à. cần sang tinh phố cân bằng đôi bên không quên câu đúng giọng hò Chỉ mong mang lại hò Chỉ mong mang lại nụ cười cho quý vị <laughs> Nụ cười cho quý vị á <laughs> Nụ cười cho quý vị á <laughs> chỉ mong mang lại nụ cười cho quý vị yeah. là quý vị nha quý vị Cái này chắc hôm qua mới học mà bác minh dương hò nè à, nói thiệt cơ bỏ lọc gì bác minh dương mà nghe hò thì chắc giải nghệ quá chắc chắn rồi à, quý vị thấy lọc hò như vậy thì tại lộc cố tình lộc làm cho nó vui vui chứ quý vị đừng lo lọc hò chính xác còn hay hơn cái này nữa đó. hay hơn lon luôn á nhưng mà không dám hò không dám hò nghe. không dám hò mà kiểu mà coi như bộc lộ hết đâu tại vì hò hay quá thì thấy lon không có hay bằng Tội nghiệp lon <laughs> tự nghiệp thương <Tội> lắm <cười> <cười> rồi chị vui gì đây của câu đố hả câu đố câu đố ừ. câu đố đi nha ngày hôm nay mình cho đố đi nha ừ. đố lon ha ừ nghe kỹ nha cái hạt gì mình không hái mình cũng không thiều mình cũng không có móc mà nó tự rớt hạt gì ừ. không hái hạt mà sao mà hái thì bởi vì tao nói đào lấy lên được không có đạo dưới đất lên được chẳng không? hạn như bây giờ hạt tiêu đi mình phải hái mình bứt nó mình mới ăn được đúng không còn ừ. cái gì hạt gì không hái không khiều không móc mà nó cũng tự rớt ở đâu có mà rớt ừ. <cười> <cười> trồng nó lên nè, hay là ở đâu nó tự nhiên nó có ai biết đi ra ngoài sau giường thì tự nhiên thấy nó <laughs> ra sao giường tự nhiên thấy hả thì đó quay sao giường cây cối tùm lum tự nhiên thấy đó thôi nhưng mà lần nào cũng thấy hay lâu lâu mới thấy thì mình thấy đấy. <cười> <cười> hạt um, giống như là hạt xương hay là hạt mưa gì đó phải không ông biết câu trả lời cuối cùng là gì mình chỉ cần câu trả lời cuối cùng hạt mưa đi xác <laughs> Hạt gì không hái Không khiều Không móc Mà nó tự rớt Là hạt mưa Lâu lâu thôi Kali cũng đang thiếu thốn Nhưng mà tự động nó rơi ha Tự động rớt đâu có móc Nó khiều gì đâu Đâu có hái nữa Ông trời kêu rớt cái nó rớt, rớt à? Mà hạt này Con cốc mà nó kêu Là nó Tự rớt Cốc là cậu ông trời Mấy chơi chúng là rồi. tiểu học đó à, đúng. Câu đố cấp tiểu học luôn ừ, Rồi, câu đố cấp tiểu học này quá dễ Tới phần câu đố Cấp đại học ừ, Giờ Lộc hỏi lên nha ừ. Hồi đó bà ngoại bà nội có ăn trầu không? Bà nội có ăn trầu ừ. <laughs> Ăn trầu là biết hay rồi đó Đố Loan Cao gì Đàn ông không có thích Phụ nữ thì Thích nhiều hơn Mà quan trọng là Không có ăn được Trái cao à Cao gì <laughs> Cao hay là trái cao Thì <laughs> tôi nói đó hồi đó bà, bà Đậu có ăn trầu cao không Có Ở thì đó thì tôi hỏi vậy thôi Nhưng mà đâu có ăn được đâu mà hỏi cái, cái, cao này ăn không được Cái trái cao ăn không được Hay là cái cao này ăn không có được Tôi chỉ nói vậy thôi <laughs> câu đố đại học nay khó quá đàn ông ghét không hả đàn ông không thích bà đàn... phụ nữ thích nhiều hơn <laughs> phụ nữ thích sử dụng hơn ừ. mỗi lần mà đàn ông là làm gì sai là hay phụ nữ hay sử dụng phải không <laughs> này chắc gọi là gì ta cầm ràm cao có đó <laughs> chính xác đó là cao có đàn ông thì không thích đâu tại vì về về nhà là khiến cái mặt nhăn xuống như là không thích rồi con phụ nữ thì lúc nào cũng ăn à, cào có. cao gì ăn không được đàn ông không thích mà phụ nữ hay sử dụng đó là cào cỏ <laughs> <laughs> ok ngày hôm nay lộc và loan kính gửi quý vị một số thông tin mình nụ cười nho nhỏ kính chúc quý vị một ngày thật yên vui và tràn đầy hạnh phúc Lan Lộc rất cảm ơn quý vị đã yêu thương, đã chia sẻ cho chương trình của Lan và Lộc. Và nếu như cảm thấy chương trình hữu ích và đem đến niềm vui với quý vị thì xin hãy chia sẻ giùm Lan Lộc nhiều hơn nữa. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.